Chị Túc xin kính chào quý bà cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay là ngày 16 tháng Giêng 2023 xuân Quý Mão. Xin kính mời quý bà cô chú anh chị các bạn cùng tham dự lễ khai mạc lễ hội truyền thống di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia ở đền Ngư Uyên tại phường Long Xuyên, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Nơi đây đang tổ chức lễ hội trong 3 ngày 16, 17 và 18 tháng Giêng với nhiều hoạt động văn hóa và nghệ thuật rất là độc đáo. Xin kính mời quý bà cô chú anh chị cùng vào tham dự lễ khai mạc tại đền Ngư Uyên này nhé. Là quang cảnh phía bên ngoài đền Ngư Uyên được cắm rất nhiều cờ tạo nên một không khí thật là trang trọng. Phía trong đền Ngư Uyên được trang trí rất nhiều cờ hoa rực rỡ với công tác chuẩn bị thật chú đáo và trang trọng. Dì Túc xin giới thiệu sơ qua về lịch sử của đền Ngư Uyên. Đền Ngư Uyên là xã Long Xuyên, được xây dựng vào thế kỷ 15 thời Lê Văn Trị, năm 1677, thờ bảy vị dinh tướng cùng là anh em ruột của gia đình họ Phạm. Có một người là nữ đã có công giúp vua Lê Lợi đánh đuổi giặc Minh. Với những công trạng hiển hách, khi bảy anh em họ Phạm mất, vua Lê Thái Tổ đã ban sắc phong cho bảy vị dinh tướng và cấp tiền xây dựng đền thờ ở thôn Ngư Uyên. Và người dân ở đây cứ hàng năm đã tổ chức lễ hội vào ngày 16, 17, 18 tháng Giêng âm lịch để tưởng nhớ công danh của các vị dinh tướng đã đánh đuổi giặc Xâm bảo vệ đất nước. Đây là đoàn diễu hành, là các cô và các chị khoác lên mình tà áo dài màu đỏ rạng rỡ, trên tay là lá cờ dân tộc, với tiếng nhạc hào hùng tạo nên một không khí thật uy nghiêm trang trọng mà. Thank you.
Thì tôi cảm ơn quý ông bà cô chú anh chị đã xem video. Kính chúc quý ông bà cô chú anh chị luôn dồi dào sức khỏe. Xin quý ông bà cô chú anh chị cho dì Tú một lượt đăng ký để dì Tú có động lực làm những video tiếp theo. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.